vị, vào ngày 11 tháng 6, một binh sĩ người Afghanistan nổ súng bắn chết 3 quân nhân Mỹ và làm một người khác bị thương. Mỹ đã xác nhận vụ nổ súng này, mặc dù không tiết lộ các thông tin chi tiết và cho biết đã tiến hành điều tra. Tuy nhiên, văn phòng thống đốc tỉnh Nangarhar ở Afghanistan biết vụ việc xảy ra tại tỉnh này, nơi các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cùng chiến đấu với quân đội Afghanistan để chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng, tức IS, và quân Taliban. Phe Taliban cho biết, binh sĩ Afghanistan đã nổ súng là người của phe này được cài vào quân đội Afghanistan. Người này đã bị giết trong vụ nổ súng. Việc binh sĩ Afghanistan tấn công các đồng minh liên quân là một vấn đề lớn trong nhiều năm trước, nhưng đã giảm dần nhờ các biện pháp an ninh mới được bổ sung. Số lượng lính Mỹ tại đây cũng giảm dần từ 100.000 trong năm 2010 đến 8.000 ở hiện tại. Vụ tấn công mới nhất xảy ra khi Nhà Trắng đang cân nhắc tăng số lượng binh lính Mỹ và đồng minh ở Afghanistan lên thêm từ 3.000 đến 5.000 người. Lầu Năm Góc ước tính chính phủ Afghanistan đã mất quyền kiểm soát trên khoảng 40% đất nước. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Trúc Huỳnh cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.